Dân tộc La Chí ở Việt Nam có khoảng trên 13.000 người, cư trú tập trung ở huyện Xín Mần và huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. Các bản làng La Chí đều nằm ở phía cuối dãy Tây Côn Lĩnh, quanh năm mờ sương. Sinh sống lâu đời trên mảnh đất cực Bắc của Tổ quốc, người La Chí đã góp phần tạo ra những sắc màu văn hóa đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Vào khoảng tháng 9 hàng năm, khi những thửa ruộng bậc thang bắt đầu chín rộ, đồng bào dân tộc La Chí lại chuẩn bị làm lễ mừng cơm mới, cúng báo tổ tiên, tạ ơn trời đất. Trong những ngày làm lễ mừng cơm mới, người phụ nữ trong gia đình được ví như mẹ lúa. Hôm nay, chị Vàng Thị Xá dậy từ rất sớm để đi hái lúa. Người La Chí quan niệm việc hái những bông lúa đầu tiên có ý nghĩa rất thiêng liêng. Đây là nghi lễ rước hồn lúa về nhà, thể hiện ước nguyện cầu mong cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Lúa hái về, được mẹ lúa cẩn thận tách từng bông, sang sẩy, rồi đem sấy trên bếp. Sau đó cho vào cối giã thành gạo để làm cơm mới cúng tổ tiên. Trong khi mẹ lúa thực hiện nghi lễ rước hồn lúa về nhà, thì những người đàn ông trong gia đình lại vào rừng tìm kiếm một sản vật tự nhiên không thể thiếu trong lễ mừng cơm mới. Vào đúng giờ ngọ ngày Tuất, gia đình chị Vàng Thị Xá đã chuẩn bị mâm lễ gồm những sản vật mà gia đình thường dùng hàng ngày để thực hiện nghi lễ mừng cơm mới. Đây là nghi lễ có ý nghĩa quan trọng nhất trong đời sống sản xuất của dân tộc La Chí. Do địa bàn sinh sống của người La Chí hiểm trở, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, bên cạnh đó, việc giao thoa văn hóa diễn ra rất nhanh và mạnh, đứng trước nguy cơ mai một những giá trị đặc sắc của di sản văn hóa truyền thống. Các cán bộ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang đã lập đề án khôi phục, bảo tồn, phát huy giá trị của di sản lễ mừng cơm mới và các trò chơi dân gian theo đúng nguyên bản truyền thống. Chúng tôi cũng đã có nhiều cái kế hoạch để tổ chức và bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đặc biệt là đối với lại lễ hội cúng cơm mới của đồng bào dân tộc La Chí ở tại hai huyện là huyện Hoàng Su Phì và huyện Xín Mần. Chúng tôi đã hai lần bảo tồn, một lần là năm 1998 và lần mới nhất đây đó là tháng 9 năm 2017 thì chúng tôi lại tiếp tục nghiên cứu và sưu tầm và bảo tồn lại các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc La Chí. Lễ mừng cơm mới cũng là dịp để người La Chí thể hiện những nét văn hóa truyền thống đặc trưng của tộc người. Ngày nay, do đời sống có nhiều thay đổi, các thế hệ trẻ không còn mặn mà với các làn điệu dân ca hay trò chơi truyền thống. Nhằm lưu giữ những di sản văn hóa truyền thống của dân tộc La Chí trước những tác động của thời gian, các cán bộ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang đã đầu tư công sức tìm tòi, nghiên cứu và mời nghệ nhân có uy tín truyền dạy những làn điệu dân ca truyền thống cho thế hệ trẻ. Tất cả những hoạt động này
đều được quay phim, chụp ảnh và ghi chép để làm hồ sơ bảo tồn di sản.
hình du lịch cộng đồng hướng về bản làng, người dân và cộng đồng dân cư. Hàng loạt mô hình homestay đã dần hình thành nơi đỉnh Tây Cồn Lĩnh. Khi đặt chân đến Bản Phùng thì cái ấn tượng đầu tiên đó chính là con người rất là thân thiện, hiếu khách, và một số dịch vụ du lịch mình thấy cũng dễ chịu, từ những cái tập tục văn hóa, từ những cái lễ hội, thế rồi từ trang phục. Những cái đấy là vô cùng quan trọng, và đó là cái mà để thu hút được những người như mình đến với La Chí. Là một người con của cộng đồng La Chí, được sự quan tâm động viên của các cấp chính quyền, từ vài năm nay, ông Long Văn Cảm đã mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình homestay. Kể từ ngày chập chững bước chân vào lĩnh vực hoàn toàn mới, với nhiều bỡ ngỡ, đến nay, ông Cảm đã dần quen với việc hướng dẫn du khách tham quan, tìm hiểu những giá trị văn hóa độc đáo của dân tộc mình. Tôi thấy cảnh quan đẹp và khai thác thêm và duy trì bản sắc của người đây. Và làm homestay này có khách đến này, có chỗ ăn nghỉ. Cái quyết định của tỉnh ấy thì cơ chế hỗ trợ thì là nhà đồng chí nào được homestay nhà nước cơ chế hỗ trợ là 60 triệu đồng. Ở trong cái thời gian tới thì đối với cấp ủy chính quyền của địa phương thì chúng tôi cũng đang có những cái chủ trương, tức là phát triển du lịch đối với xã Bản Phùng, phát triển về cái các gia hộ gia đình, phát triển về homestay, rồi thì bảo tồn những cái khu ruộng bậc thang hiện nay đã và đang có. Từ khi có hoạt động du lịch, một số ngành nghề như hướng dẫn viên và phục vụ khách du lịch phát triển khá nhanh, tạo ra nguồn thu cho chính người dân bản địa. Cũng nhờ có du lịch phát triển mà nhiều ngành nghề truyền thống thủ công trước nguy cơ mai một đã dần được khôi phục, với định hướng phát triển du lịch hướng về cộng đồng thông qua du lịch để bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống. Vài năm trở lại đây, do có chính sách hỗ trợ từ nhà nước, Ủy ban Nhân dân xã Bản Phùng đã kết hợp với những nghệ nhân mở lớp dạy nghề thêu dệt truyền thống cho con em người La Chí. Kết quả, người La Chí là một trong những dân tộc hiếm hoi vẫn hàng ngày mặc trang phục do họ tự may dệt. Các kỹ thuật cuộn bông, che chỉ, dệt vải, nhuộm tràm được truyền qua nhiều đời, đến nay vẫn được bảo tồn nguyên vẹn. Vào khoảng tháng 10, khi những thửa ruộng bậc thang tuyệt đẹp được thu hoạch xong, nếu ai có dịp vào xã Bản Phùng, huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang, sẽ dễ dàng bắt gặp những nhóm chị em phụ nữ người La Chí miệt mài tách bông, xe sợi. Từ những nguyên liệu đó, dưới bàn tay tài hoa của người phụ nữ La Chí, những bộ trang phục mới đã dần hình thành. Đối với người La Chí, thêu thùa và may vá là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá phẩm chất, đạo đức, sự khéo léo và chăm chỉ của người phụ nữ. Ngay từ nhỏ, trẻ em La Chí được mẹ dạy tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ để lớn lên có thể thêu thùa, may vá những bộ trang phục cho mình và gia đình. Là một trong 54 dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, trang phục của người La Chí là đơn giản nhất nhưng cũng đầy tính riêng biệt. Giữa sắc xanh của núi rừng Tây Cồn Lĩnh, bộ trang phục sắc màu chàm của đồng bào La Chí như ẩn như hiện, thể hiện nét sống đơn giản mà đầy xúc cảm. Chính từ cái việc là duy trì được cái nghề trông bông dệt vải của người La Chí, cho nên là nó gắn liền với các cái thói quen ăn mặc cái bộ trang phục mà do chính bàn tay của người phụ nữ La Chí họ thêu dệt lên. Nó khác với các dân tộc khác, mà đến nay có thể nói là hầu như 100%, đặc biệt là chị em phụ nữ này đều ăn mặc cái bộ quần áo truyền thống. Từ cái công đoạn từ trồng bông dệt thành sợi, xong xe thành sợi, xong dệt thành vải và may thành cái bộ trang phục đấy là đều do bàn tay của người La Chí làm lên.
Thank you.
với sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước, nhiều chương trình như chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững, chương trình 135, nghị quyết 30A của Chính phủ đã được triển khai. Cùng với đó là những chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Qua nhiều giai đoạn đã từng bước nâng cao đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của cộng đồng dân tộc La Chí. Huyện Xín Mần là một trong 62 huyện nghèo nhất của cả nước. Trong đó, người La Chí sinh sống tập trung ở xã Bản Díu của huyện. Để giúp người dân từng bước thoát nghèo, phát triển kinh tế, các cán bộ phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn thường xuyên đến từng hộ dân tìm hiểu, tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Qua đó, giúp đồng bào xây dựng các mô hình sản xuất, ổn định đời sống, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Hệ thống ngân hàng chính sách xã hội cũng tạo mọi điều kiện giúp đồng bào tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư sản xuất. Hiện nay, ở Bản Díu có đến 95% người dân đã tiếp cận được các nguồn vốn hỗ trợ. Gia đình ông Nông Đức Việt là một trong những hộ điển hình trong việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi. Nhờ có nguồn vốn, ông đã mạnh dạn đầu tư vào chăn nuôi trâu, bò, lợn đen và thả cá. Khi mô hình chăn nuôi từng bước đạt được hiệu quả, mới đây, ông đã mạnh dạn vay thêm 100 triệu không lãi suất trong 3 năm để tiếp tục đầu tư vào mở rộng mô hình chăn nuôi. Trong những năm qua thì cái chính sách này cũng đã đem đến cho cộng đồng dân tộc La Chí có những cái đổi mới rõ nét. Thêm vào đó nữa là cái chương trình nông thôn mới. Đây là những cái chương trình cũng có đầu tư hỗ trợ cho cả cộng đồng và đến gia đình nghèo thuộc dân tộc La Chí. Những năm qua, hệ thống chính sách hỗ trợ cho đồng bào dân tộc La Chí đã đến được tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong đó, chính sách về giáo dục, đào tạo là một chính sách quan trọng để nâng cao dân trí, đời sống vật chất, tinh thần cho con em đồng bào trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Nằm giữa khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp, trường phổ thông dân tộc bán trú, trung học cơ sở Bản Phùng như một bông hoa khoe sắc giữa núi rừng. Trường có 6 lớp học, trong đó đại đa số học sinh đều là con em đồng bào La Chí. Ngoài những chính sách chung cho các trường dân tộc thiểu số, thì 100% học sinh theo học tại trường đều được nhà nước hỗ trợ gạo và tiền theo Nghị định 116 năm 2016 của Chính phủ. Nhờ đó, tỷ lệ học sinh bỏ học của trường ngày càng giảm. Các em ngày càng gắn bó với trường lớp, thầy cô và có động lực để học tập. Để có những thành quả đó là nhờ có sự đầu tư bài bản, toàn diện về cơ sở hạ tầng, môi trường sư phạm, chất lượng giáo dục. Đồng thời, nhà trường còn triển khai các hoạt động giáo dục đặc thù như hướng dẫn học sinh trải nghiệm các hoạt động bán trú. Qua đó, góp phần thay đổi những tập tục lạc hậu, lối nghĩ, nếp sống cho học sinh. Trong những năm trước thì học sinh nói chung là nghỉ học cũng tương đối là nhiều. Nhưng mà trong quá trình tổ chức các hoạt động cũng như là tổ chức để trồng cây hoa cảnh, chăm sóc vườn hoa các thứ thì cũng là lôi cuốn các em đến trường cũng tương đối là nhiều. Về đến năm 2017-18 thì tỷ lệ học sinh nghỉ học thường xuyên là đã giảm tương đối. Là một cộng đồng sinh sống lâu đời trên mảnh đất cực Bắc của Tổ quốc, người La Chí đã góp phần tạo ra những sắc màu văn hóa đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Dân số không đông, nhưng người La Chí luôn kề vai sát cánh với các dân tộc khác trong lao động xây dựng và bảo vệ quê hương. Do ảnh hưởng của quá trình di cư, điều kiện nơi cư trú và tiếp biến văn hóa, nên một số nét văn hóa của người La Chí đã dần mai một. Nhưng với sự chung tay của Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành, đến nay, đời sống kinh tế xã hội
của cộng đồng người La Chí đã từng bước được nâng cao. Những di sản văn hóa đặc sắc vẫn được gìn giữ và bảo tồn nguyên vẹn.